Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Nam Dược Quang Vinh. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về căn bệnh thoái hóa khớp háng. Bệnh thoái hóa khớp háng thường gặp ở những người trưởng thành, đặc biệt là những người cao tuổi. Bệnh gây đau, biến đổi cấu trúc khớp, có thể dẫn đến tàn phế nếu không được điều trị tích cực. Để hiểu rõ hơn về căn bệnh thoái hóa khớp háng, Nam Dược Quang Vinh sẽ chia sẻ cho quý cô bác anh chị 5 nội dung sau đây. Thứ nhất, thoái hóa khớp háng là gì? Thứ hai, nguyên nhân gây thoái hóa khớp háng. Thứ ba, triệu chứng của bệnh thoái hóa khớp háng. Thứ tư, cách phòng ngừa bệnh thoái hóa khớp háng. Thứ năm, chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị các cái phương pháp điều trị bệnh thoái hóa khớp háng hiệu quả. Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu thoái hóa khớp háng là gì. Thưa quý cô bác anh chị, thoái hóa khớp háng là một tình trạng tổn thương ở các sụn khớp, các xương dưới sụn và các cấu trúc dây chằng ở xung quanh khớp háng. Khớp háng là một khớp lớn của cơ thể nên việc thoái hóa khớp háng là điều rất dễ gặp. Thứ hai, nguyên nhân thoái hóa khớp háng. Ngoài tình trạng già đi dẫn đến thoái hóa khớp háng, còn có các cái bệnh lý hoặc chấn thương từ gãy xương, vỡ xương cổ chảo hoặc cổ trỏ xương đùi có thể dẫn đến thoái hóa khớp háng. Ngoài ra có các bệnh lý liên quan đến thoái hóa khớp háng gọi là thoái hóa khớp háng thứ phát, với các bệnh lý như chấn thương khớp, chấn thương cổ xương đùi, gãy liên mũi chuyển, chấn thương vỡ xương ở vùng cổ trỏ. Bên cạnh đó còn có các bệnh lý như tiểu đường, gút, viêm gan, nghiện rượu bia cũng ảnh hưởng đến quá trình thoái hóa khớp. Thứ ba, những triệu chứng của thoái hóa khớp háng. Bệnh nhân khi mà mắc bệnh thoái hóa khớp háng thì thường có những dấu hiệu sau: đau ở vùng khớp háng, có thể đau ở vùng hông hoặc vùng bẹn với mức độ khác nhau. Ở cái mức độ nhẹ thì bệnh nhân chỉ đau khi đi lại hoặc vận động thể thao quá mức. Ở mức độ nặng thì sẽ đau khi chơi thể thao ở cường độ cao này, mang vác nặng này, hoặc đau liên tục cả ngày. Một số bệnh nhân còn gặp phải tình trạng thay đổi dáng đi, đi chân cao chân thấp do tình trạng thoái hóa khớp háng gây bẹp chọp xương đùi, khiến cho chiều dài của chân bên bị thoái hóa sẽ ngắn hơn, dẫn đến thay đổi dáng đi. Đau thoái hóa khớp háng cũng rất dễ nhầm lẫn với trường hợp đau ở vùng lân cận như đau vùng thần kinh tọa, đau vùng cột sống thắt lưng hay đau vùng khớp gối. Thứ tư, phòng ngừa bệnh thoái hóa khớp háng. Hãy chọn môn thể thao phù hợp, chọn chế độ dinh dưỡng hợp lý, ăn uống điều độ, bổ sung các chất dinh dưỡng như canxi, vitamin D, omega 3. Không nên để tình trạng thừa cân béo phì vì sẽ làm tăng tải trọng lên các khớp háng. Với thanh niên trẻ đang trong độ tuổi lao động, không nên uống rượu bia, hút thuốc lá nhiều, sẽ gây lên tình trạng hư hại khớp háng do hoại tử trỏm vô khuẩn. Vì khi uống rượu nhiều, hút thuốc nhiều dẫn đến rối loạn vi tuần hoàn, làm cho tình trạng nuôi dưỡng của các khớp bị kém do tắc mạch máu nuôi trỏm xương đùi, dẫn đến hư hại khớp háng hoặc bẹp trỏm. Thứ năm, những phương pháp điều trị thoái hóa khớp háng hiệu quả. Hiện nay có 3 phương pháp điều trị thoái hóa khớp háng chính, bao gồm: thứ nhất là dùng thuốc, thứ hai phẫu thuật, thứ ba trị liệu thần kinh kết hợp vật lý trị liệu. Mỗi phương pháp đều có những ưu điểm riêng, phù hợp với từng trường hợp bệnh lý khác nhau. Về phương pháp phẫu thuật, luôn được coi là lựa chọn cuối cùng khi những phương pháp khác không cải thiện được tình trạng của bệnh nhân. Đối với trường hợp đã nặng như tiêu chỏm cổ xương đùi, khi bệnh nhân đau kéo dài, thay đổi dáng đi, lúc đó bệnh nhân cần đến gặp các bác sĩ chuyên khoa chấn thương chỉnh hình để được tư vấn phẫu thuật. Đối với trị liệu thần kinh kết hợp vật lý trị liệu, phương pháp này khá hiệu quả khi phục hồi một cách tự nhiên, nhưng chi phí điều trị tương đối cao, là một cản trở cho bệnh nhân. Về phương pháp sử dụng thuốc điều trị, chúng ta có thuốc Tây y và Đông y. Rất nhiều bệnh nhân phản hồi rằng thuốc Tây y không cho hiệu quả rõ rệt và lâu dài. Ngoài ra, việc lạm dụng thuốc Tây y còn gây ra những vấn đề về sức khỏe, ví dụ như là đau dạ dày, hại gan thận. Trong khi đó, ở Đông y, chúng ta có thuốc Nam là một phương pháp được đông đảo người dân Việt Nam tin tưởng và điều trị vì những cái tính ưu việt của nó. Thuốc Nam đi sâu vào căn nguyên của bệnh, phục hồi và tái tạo lại những tế bào bị tổn thương, bồi bổ gan thận, mạnh gân cốt, phục hồi sụn khớp, dịch khớp và tăng cường sức đề kháng của cơ thể, hỗ trợ ăn ngủ tốt hơn. Thuốc Nam thì được nấu thành từ các dược liệu thiên nhiên có sẵn tại Việt Nam nên vô cùng phù hợp với cái thể trạng của người Việt, đem lại hiệu quả lâu dài và không gây ra một số các ảnh hưởng xấu với cơ thể. Nhược điểm của thuốc Nam đó chính là thời gian. Thời gian điều trị của thuốc Nam thường kéo dài khoảng từ 2 đến 6 tháng tùy theo thể trạng của mỗi bệnh nhân. Vì thuốc Nam chữa lành từ sâu căn nguyên gây bệnh nên mất thời gian là điều dễ hiểu. Để tìm hiểu rõ hơn về phương pháp điều trị thoái hóa khớp háng bằng thuốc Nam, quý vị hãy bấm vào video đang hiện trên màn hình. Quý vị đừng quên like video này vì nó miễn phí và bổ ích. Hãy đăng ký kênh để cập nhật những thông tin bổ ích khác từ Nam Dược Quang Vinh. Quang Vinh xin kính chào và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị trong những video kiến thức sức khỏe tiếp theo của nhà thuốc.